mọi người. Hôm nay Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh da và tẩy trang là thế nào để làn da chúng ta không có bị mụn đầu đen. Thì da này là da đã được trang điểm và make up khá là kỹ, mới đi event sự kiện về. Thì mấy bạn thấy là trên da của bác sĩ Thảo là hôm nay được đánh cả lớp nền khá là dày, cho nên nhân tiện đây là hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà các bạn có thể vệ sinh da được sạch nhất ha. Rồi đầu tiên á, là da chúng ta là nó đang có một cái lớp make up, cho nên chúng ta nên cho một cái lượng nước lên trên toàn bộ bề mặt, tổng thể bề mặt da chúng ta. Rồi sau khi mà làm ướt da mặt xong á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước tẩy trang. Thế này mấy bạn sử dụng nước tẩy trang loại nào cũng được. Ở đây Thảo dùng cái loại nước tẩy trang mà dạng dầu có hai lớp. Thảo sẽ tẩy trang cái vùng này, có thể tẩy được cái loại Thảo đang xài là có thể tẩy được vùng mắt ha, nên tẩy luôn cả vùng mắt. Thì khi chúng ta lau á, là chúng ta sẽ xoay tròn. Và mấy bạn nhớ là khi mà make up á, là lúc nào á, là make up cũng sẽ che luôn tới cái phần ở trên trên tóc. Mấy bạn thấy á, khi mà mình tẩy trang ra là cái lớp trang điểm của chúng ta rất là dày. Khi mà cái gòn tẩy trang mà dơ rồi là mấy bạn phải nhớ phải thay ha. Và khi mà make up lúc nào là mấy bạn make up cũng sẽ đánh luôn cả cái phần sát tay. Cho nên khi chúng ta tẩy trang chúng ta phải nhớ kỹ ha, là chúng ta đã có từng phủ phấn ở chỗ nào thì chúng ta sẽ đánh, sẽ tẩy luôn cái vùng đó. Ví dụ như có phủ gần vùng tay thì chúng ta phải tẩy vùng tay, để tránh trường hợp gì, các bạn make up thì các bạn che rất kỹ, nhưng khi các bạn tẩy trang các bạn lại quên mất tẩy trang vùng đó. Là mấy ngọn thứ hai ha, miếng ngọn thứ hai mà vẫn còn rất là dơ. Dơ thì cũng không phải là dơ, đây là cái phấn mà do chúng ta đã dặm lên trong quá trình chúng ta trang điểm ha. Tẩy luôn cái con mắt. Ta sẽ lau lau thật là kỹ nha mấy bạn. Những gòn thứ tư ha. Khi mà chúng ta lau kỹ giống như vậy tới miếng ngọn thứ tư thì miếng ngọn khá là trắng rồi. Nhớ là chúng ta tẩy luôn cái môi ha. Miếng ngọn này là miếng ngọn thứ năm. Miếng ngọn thứ năm thì khi lau là đã thấy trắng, rất là trắng rồi, khá là trắng, không còn cái dấu vết của phấn trang điểm nữa. Rồi khi mà chúng ta tẩy xong thì chúng ta sẽ chỉnh cái nước sang cái chế độ nước ấm một tí ha. Để làm chi? Tại vì chúng ta vừa tẩy trang bằng cái dung dịch dầu, cho nên chúng ta cần phải sử dụng nước ấm để chúng ta vệ sinh, lấy sạch cái lớp dầu trên bề mặt chúng ta đi. Thì thường ở nhà thì Thảo hay rửa mặt là rửa thẳng từ cái bồn rửa.
Khi mà makeup thì mấy bạn có vẽ cái lớp eyeliner ở phía dưới, cho nên nó là khi mà cho nước vô thì eyeliner sẽ tự động ra chung với lớp dầu. Vậy thì khi chúng ta nhắm lại là chúng ta sẽ phải đi cái lớp eyeliner phía trên luôn. Khi chúng ta cho cái lượng nước ấm vô là chúng ta sẽ thấy là bắt đầu những cái mỹ phẩm bắt đầu nó nhả ra khỏi bề mặt da chúng ta. Cho nên chúng ta phải khi mà tẩy trang, rửa mặt, nhất là những cái chúng ta vệ sinh da muốn sạch đó, là chúng ta sẽ rửa bằng dầu ha. Các bạn thấy Thảo hay rửa trực tiếp trên bề mặt da giống như vậy. Rồi, như vậy thì mấy bạn thấy là trên bề mặt da chúng ta có một cái lớp dầu rất là nhiều, mặc dù là tẩy trang là không biết sạch hay chưa ha. Rồi, như vậy thì để kiểm tra lại, chúng ta có thể dùng cái gòn chúng ta lướt qua một loạt ha. Thì nếu như miếng gòn của các bạn trắng thì có nghĩa là các bạn đã tẩy trang tương đối sạch, nhớ là tương đối sạch thôi nhé. Rồi, sau khi mà sử dụng tẩy trang xong thì bắt đầu lúc này mới tới sữa rửa mặt. Thì sữa rửa mặt họ chỉ có sử dụng một lượng vừa đủ ha, cho vô lòng bàn tay, xong sau đó dùng nước rưới lên cho nó tương đối ướt, tạo bọt nhẹ ha. Đối với những sản phẩm mà dược mỹ phẩm thì thường nó chẳng có bọt, các bạn thấy là nó không có bọt. Rồi rửa ha, thao tác rửa mặt chúng ta sẽ rửa rất là nhẹ nhàng nha. Và mấy bạn để ý ha, khi mà Thảo rửa là Thảo xoay và xoay vô tận chân tóc nha mấy bạn. Thao tác rửa có dễ không ạ? Đó, mình xoay làm sao đó mà cái làn da của mình nó vẫn cố định, nó không có bị di động ha. Tại vì giữa cái lớp tay của mình với cái lớp mỹ phẩm, với cái lớp sữa rửa mặt là nó đã có một cái chất nhờn và độ ẩm nhất định rồi, dựng trên nhất định, cho nên nó sẽ không di động được mặt da. Tới giai đoạn này là các bạn sẽ thấy là cái mascara ở trên con mắt nó cũng có thể nó còn lại, do là sao, do mà khi chúng ta rửa bằng nước ấm á, thì những cái gì mà nó bám lâu bám sâu á là nó sẽ lúc đó nó mới bắt đầu nó mềm ra và nó có thể thoát ra ngoài được. Đó, sau khi Thảo đã rửa mặt sạch, có nghĩa là tẩy trang xong rồi chúng ta rửa mặt lại, thì bây giờ trên da mặt cảm giác rất là sạch sẽ. Thì chúng ta có thể dùng gòn, nếu mà chúng ta muốn kiểm tra lại thì chúng ta có thể dùng cotton pad để chúng ta lau lại. Mấy bạn để ý thao tác lau của bác sĩ ha, bác sĩ sẽ lau ngang, bác sĩ không có lau xuống, cũng lau lên thì nó hơi phức tạp cho mấy bạn, nên là bác sĩ hướng dẫn lau ngang ha. Thì chúng ta thấy là có thể cầm hai cục nước bông gòn lau cùng lúc. Rồi, như vậy là cái quá trình rửa mặt, bước đầu rửa mặt đã xong. Bây giờ tiếp theo là để làm sao để mà cái lượng nhờn và nó ra khỏi bề mặt da chúng ta mà làn da chúng ta không có bị mụn đồ đen. Thì bây giờ vậy, để rõ hơn thì chúng ta sẽ có cái động tác là chúng ta, nãy giờ chúng ta rửa tay sạch rồi, sau đó là bây giờ chúng ta sẽ dùng cái đầu ngón tay và chúng ta vuốt nhẹ những cái vùng trên mũi ha. Đây, các bạn sẽ thấy ha, để ý mình sẽ vuốt. Khi mình vuốt giống vậy thì cái lượng ở trên da, trên tay này mình sẽ rửa đi.
và mình cứ tiếp tục mình vuốt. Động tác vuốt thì mấy bạn cũng đẩy da mấy bạn lên ha. Thường da mặt của mình mà lỗ chân lông chỗ nào mà nó to hoặc là nó có khả năng nó nhợt nhiều quá thì chúng ta sẽ làm cái vùng đó kỹ hơn một tí ha. Rồi, thì khi mà chúng ta làm cái vùng đó xong thì cái da chúng ta nó sẽ đỏ, đỏ là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đừng có làm trầy, các bạn thấy không, không có trầy ha. Việc này là việc mà Thảo cũng hay làm thường xuyên. Sau khi làm xong chúng ta sẽ rửa mặt lại bằng nước. Mấy bạn thấy là Thảo rất là ít sử dụng thao tác khăn đúng không? Thì khăn là Thảo chỉ xài là sau khi mà Thảo rửa xong, ví dụ như Thảo không có trang điểm thì Thảo sẽ không có dùng cotton bud. Mà Thảo không trang điểm thì Thảo sẽ dùng khăn. Còn nếu mà có trang điểm thì để kiểm tra cái da của mình đó, tại vì nó phải lau nhiều lần thì Thảo sẽ ưu tiên dùng cái cotton bud để cho, thứ nhất là để kiểm tra, cái thứ hai là để cái bề mặt nó mịn, nó nhẹ nhàng. Rồi, khi lau xong rồi thì khi mà một làn da sạch rồi đó là mấy bạn chỉ cần dùng khăn, mấy bạn dùng khăn để mấy bạn thấm lại thôi. Rồi, đối với một cái bước rửa mặt như vậy là đã hoàn chỉnh. Và nếu như bạn nào cũng tuân thủ cái bước rửa mặt giống như vậy thì bác sĩ Thảo chắc chắn là cho dù mấy bạn có trang điểm mỗi ngày đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì đối với mấy bạn. Thì nãy giờ cái cuộc ghi hình này nó mất khoảng 11 phút. Như vậy thì một cái quá trình rửa mặt của chúng ta chỉ diễn ra là từ 11 đến 12 phút thôi. Hy vọng là cái buổi chia sẻ về cái vấn đề là tẩy trang sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái thao tác, cái quá trình chăm sóc da mặt.